dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều xì dao, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng. Thank you.
Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình Thanh Quyến cùng toàn thể quý vị hiện diện trong buổi lễ tang hôm nay, thật đúng là mãn nhân duyên vĩnh biệt cõi xương san, trọn quả phúc tìm về miền cực lạc. Được tin của bà Nguyễn Thị Xè nay đã từ giá cõi trần về quy tiên nơi cửa Phật, thật là một nỗi buồn vô hạn, một tổn thất lớn lao đối với đại gia đình Tăng Quyến Tăng Xa nói riêng, cũng như bà con thân bằng quyền thuộc nói chung. Hôm nay đây, dàn kim nhạc trực thuộc trung tâm tổ chức tang lễ tâm linh thành phố Nam Định chúng con về đây xin chia sẻ nỗi niềm đau thương mất mát đối với đại thân nhân gia đình Tăng Quyến, cũng xin cùng gia đình nhất tâm phục vụ và nguyện cầu cho vong linh của bà được thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và giờ này đây, trước linh sàng của bà, đoàn chúng con cũng xin dâng tiếng cổ tuần hương kính chúc cổ xuôi đò về quê tổ, cõi niết bàn hồi ngộ gặp xa tiên. Nghi lễ dâng hương của sàn kim nhạc trực thuộc trung tâm tổ chức tang lễ tâm linh chúng con xin phép được bắt đầu. Phần thương khóc mẹ, dàn kinh nhạc
trực thuộc Trung tâm Tổ chức Tang lễ Tâm linh, chúng con về đây xin được thay lời cho toàn gia quyến tăng gia, xin kính viếng lên vong linh người cụ, người bà, người mẹ hiền, trước lúc tiến đưa về cõi vĩnh hằng. Thank you.
tới viếng của sàn kim ngạc trực thuộc trung tâm tổ chức tang lễ tâm linh chúng con đã hoàn tất. Con xin được đại diện cho đoàn xin được cảm ơn ban tổ chức lễ tang, cảm ơn quý gia đình Thác Quyền đã tạo điều kiện để đoàn chúng con hoàn tất nghi lễ dân hương một cách trang trọng. Trong phong cách phục vụ, đoàn chúng con có điều gì khiếm khuyết, mong đại gia đình lượng thứ. Và rồi lại đây, trước hương án của bà, đoàn chúng con xin phép được cúi đầu vĩnh biệt.